Tuyệt vời luôn. Cái phần da nè, nó phồng lên. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn. Ơi là giòn. Bây giờ nó đang nóng bốc khói luôn. Tự khen mình luôn. Bởi vì đã bỏ quá nhiều thời gian, hơn nửa năm trời, để tìm ra cái công thức và cái cách quay. Văng quá trời. Nó văng cái vụn đó. Cái da mình nhìn là biết nó giòn như thế nào. Và phần thịt không có bị khô. Giòn mà giòn tan, mà vị rất là vừa ăn. Trong món này mình sẽ làm với lại thịt bà rọi. Ở đây thì cũng nhờ cắt được, nhưng mà tại Bình Khuyên muốn mua như vậy để chia sẻ với anh chị em và các bạn mình biết cách mình chọn thịt. Đây là cái phần thịt ba chỉ hay là ba rọi. Nó như thế này là ngon nè. Nó có những cái lớp ba cái chỉ luôn, người ta gọi là ba chỉ. Nạc mỡ nè. Bây giờ mình sẽ cắt, mình lấy một đoạn này thôi. Còn cái đoạn này mình để mình làm món khác, như là kho tiêu hay là mình nấu canh hay xào cái gì đó cũng được hết cái đoạn này nha. Bây giờ cắt ra ở đây. Sau khi cắt cái này ra xong, mình Thiên sẽ cân xem được bao nhiêu nha. Sau đó thì đi rửa và để ráo. Ngay chỗ này là trên cái phần lưng đó, cũng quá ngon luôn. Mình sẽ cắt hai ra. Tiếp theo mình sẽ nấu nước cho sôi. Lượng nước từ dưới đáy nồi đi lên 2 cm. Một củ hành tím mình cắt ra. Hoặc là củ hành trắng nha. Ở đây mình sử dụng củ hành trắng. Rồi cái gừng này nữa mình cũng cắt lát. 10 gram muối. Nếu như mà anh chị em và các bạn có cái hồi đó, tức là đại hồi, thì mình sẽ cho vào đây một cái hồi. Hồi này mình đã nướng, mình để sẵn rồi. Khi nào mình cần nấu là mình cho vô thôi. Cái hồi này có cũng được, mà không có cũng không sao. Chủ yếu là để cho nó có cái mùi thơm. Khi nước sôi, mình sẽ cho thịt vô, để da áp xuống dưới chảo. Và hạ lửa xuống trung bình, đậy nắp, mình nấu trong vòng 7 phút. Sau 5 phút, tắt lửa. Mở ra, mình để xuống như vậy, mình trộn nhanh qua cho cái phần thịt nó đừng có bị đỏ. Rồi sau đó mình lấy ra. Để lên thớt, lấy phần gia vị ra. Lúc này mình nhìn thấy phần da rất là thẳng và thịt nó nhỏ lại bởi vì chín một chút xíu. Và mình sẽ để ở đây chờ cho nguội, trong lúc đó mình đi pha gia vị. Thịt lúc nãy là 1.3 kg. Bây giờ mình sẽ cho gia vị. Đây là ngũ vị hương. Đây là 1/2 teaspoon. Đây là bột ớt paprika, tức là bột ớt chuông đó. Nếu như anh chị em và các bạn có thì sử dụng, còn không 1 teaspoon nha. Nếu như mình có bột tỏi thì cho, nếu không có thì có thể sử dụng cái tỏi xay vắt lấy nước. Mình sẽ cho 1 teaspoon nha. Cái teaspoon này nó sẽ bằng một muỗng cà phê, hơi vuông một chút xíu. Bột ngò. Cái này là một cái gia vị mà nếu anh chị em và các bạn có thì cho, không có thì mình bỏ ra nha. Nhưng mà cái hương nó có thể sẽ khác đi. 1/2 teaspoon. Tiếp theo là 1 teaspoon muối. Đường cũng sử dụng cái teaspoon luôn. 6 gram. Nếu như mà nhà mình có ăn bột ngọt thì sẽ cho 1/4 teaspoon bột ngọt. Sau đó là cho tiêu.
trộn đều lại và ướp vào thịt. Đây khoảng 2 cm, cắt sâu xuống, đừng có cắt đứt, mình chừa lại cho nó dính. Rồi cái này cũng vậy, ví dụ như ở nhà mình ăn bao nhiêu đó mình cắt chút xíu nữa, mình cắt theo cái đường này cho nó dễ, mình chỉ cắt phần da nữa là xong. Rồi tiếp tục, nếu như phần da có lông sử dụng cái dao mình cạo, cái dao mình rạch lên trên da. Bây giờ nó đã chín rồi, thành thử là nó mềm lắm, mình cứ rạch bình thường, mình rạch như này nè, xéo xéo. Nếu mà mình không rạch lại chút nữa, khi mà mình nướng lên hoặc là mình quay lên nó bị phồng. Đây mình khuyên rạch giống như dạng như mình xăm, thay vì mình xăm thì nó cực mình, tốn thời gian, thì mình có thể dùng cái dao mình rạch như vậy nè. Dao này nó bén lắm, bởi vì nè, những cái đường nhỏ 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 ở đây không biết thấy rõ không nữa, mà cứ rạch chi chít lên để càng nhiều thì chút nữa nó càng không có bị phồng và nó nổ lên nó ngon. Đây là món mà một số anh chị em và các bạn đã chờ lâu lắm rồi. Mình khuyên cũng phải thử nghiệm nhiều lần, khi có kết quả thì mới chia sẻ được đó. Và với cách làm này thì mình không có phải tốn nhiều thời gian mình chờ đợi, làm là có ăn luôn. Sau đó thì cho gia vị vô, cho đều. Lưu ý là mình chỉ cho bên trong, mình đừng cho xung quanh đây. Khi mình cho xung quanh chút nữa nó cháy đó. Nếu như mình thích cái hỗn hợp gia vị mà có chao, hoặc là cái cách khác nữa là hôm trước mình khuyên chia sẻ ba cái hỗn hợp gia vị, mình đã làm ba món heo quay rồi. Nói chung là cái nào cũng ngon hết, tùy theo mình thích nha. Mình sẽ massage cho đều để cho nó thấm. Sau khi ướp xong như vậy nè, mình sẽ lật ngược trở lại, khô phần da đi. Lưu ý là mình lau khô phần da, đừng để cho da thấm gia vị. Bột nổi baking powder, sử dụng cái 1/2 teaspoon, 1/2 thôi nha, 1/4 teaspoon muối, tức là một nửa của cái 1/2, giấm 5%, 1 teaspoon, một nửa nữa. Đây là giấm nè. Các bạn hỏi mình khuyên thì sao biết cái độ chua? Thì độ chua nó nằm ở đây, 5% Zoiger nằm ở đây. Sau đó mình quậy cho tan. Lưu ý là mình quậy cho tan bởi vì hôm trước mình khuyên thấy một số bạn làm thành công, nhưng mà trên cái phần da nhìn thấy nó trắng trắng đó, bởi vì là mình quậy không có tan. Do vậy quậy cho thật là tan nha. Mình khuyên vẫn thường sử dụng cái này làm cho da giòn. Quét lên. Khi mình quét lên mình nhìn thấy cái phần da nó hơi sôi sôi, thế là bột nổi với giấm với muối nó tác dụng, nó làm cho sôi sôi vậy nè. Lại chút xíu nữa mình quay nó giòn đó. Rồi tiếp tục bên đây. Nhớ là phải quậy cho đến khi mình nhìn thấy muối và cái bột nổi giấm nó phải tan hoàn toàn rồi thì mình mới quét lên. Sôi 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 đây. Các bạn hỏi là cái bột nổi ăn có an toàn không? Thì cái bột nổi này là cái bột trong làm bánh đó, người Tây người ta vẫn luôn luôn sử dụng để làm bánh. Bây giờ mình quét xong vẫn còn thấy ở đây, và mình vẫn để ở đây nha. Mình chờ một chút xíu nữa mình quét một lần nữa. Và cái phần thịt này mình sẽ ướp ở đây trong vòng 20 phút. 20 phút sau mình sẽ nhìn thấy da nó khô. Nó khô đi thì mình quét lên một lần nữa rồi mình mới đi quay. Cả từ lúc nãy đến bây giờ mình để thì đã thấy phần da khô. Bây giờ tiếp tục quậy cái hỗn hợp này, quét lên lần thứ hai.
Nếu như anh chị em và các bạn muốn cho cái da nó khô nhanh hơn, có thể cho vào trong tủ lạnh đó, nhưng mà nó sẽ hôi cái tủ, bởi vì là mình cần để cho cái phần da nó ngửa lên và không đậy thì nó mới khô được. Bà vẫn còn ở đây, mình chờ chút nữa cái này nó khô, mình sẽ quay lại mình quét tiếp. Sau 10 phút thấy cái da nó khô khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng dao mình rạch kỹ lại một lần nữa. Và mình khuyên nhắc lại cái phần rạch da, tức là mình sẽ rạch trên cái lớp da thôi. Ở đây nó có cái lớp da nè, là đến lớp mỡ. Mình rạch trên lớp da, đừng rạch đến mỡ. Dao mình bén lắm, cái mũi dao đó, mình cứ rạch bình thường vậy nè, cho nó nhanh mà mình đỡ phải cực. Đây là mình rạch lần hai đó, cho kỹ lại hơn. Rồi sau đó còn bao nhiêu, cái này mình quét hết lên luôn. Sau khi mình quét xong rồi, mình cũng vẫn chờ cho da nó hút hết cái nước này vô trong vòng khoảng 10 hoặc là 15 phút nữa. Lưu ý là nhớ để cho nó hút hết vô nha, để nó khô rồi thì mới đi quay. Đây là cái lưu ý, tức là mình nhớ để cho phần da thật khô thì mới quay. Nè, còn bao nhiêu quét hết. Rồi chờ đây nha. Mình muốn cho phần thịt nó vẫn ngọt và vẫn giữ nước á, thì mình sẽ bọc lại, là bao lại bằng giấy nhôm. Ở bên dưới nữa là thì mình sẽ lót bằng cái giấy nướng bánh. Và lúc mình để vô nhớ là để cho thẳng nha, cho nó nằm thẳng cái phần da lên. Hai cái miếng này nó phải bằng nhau. Nếu mà nó không có bằng nhau là chút nữa mình nướng cái phần nào nó nhô lên cao là phần đó nó sẽ vàng trước, còn cái phần chưa nhô thì nó sẽ bị mềm. Cũng như là chỗ nào mà sâu xuống như vậy nè, chút nó sẽ không có phồng da, và những chỗ cao nó phồng da. Và ở đây còn một chút xíu. Sau khi mình gói xong như vậy, mình sẽ để chờ cho phần da nó thật là khô luôn. Khô thật là khô rồi thì mới đi quay được, nếu không là nó sẽ bị mềm, không có phồng da. Đây là thịt sau khi mình nhìn thấy nó khô hết cái phần da nè, khô queo luôn đó. Tức là nãy giờ mình để thêm 20 phút nữa, tổng thời gian là 40 phút sau khi ướp thịt và mình quét thành cái này nó khô như vậy nè, thì lúc đó mình mới đem đi nướng nha. Mình khuyên nhắc lại là phải khô thì cái da nó mới nổi. Mình sẽ để 180 độ C và 30 phút, và lò mình sẽ không cần làm nóng. Và xong luôn 30 phút ở 180 độ C. Bây giờ mình sẽ tắt lò và mình sẽ kéo ra để nhìn vào bên trong nè. Đó, tuyệt vời chưa? Để lại gần, nên chị em và các bạn nhìn thấy cái phần da heo. Đây, nó phồng lên nè. Phồng lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn lên. Rất là giòn luôn. Nhưng mà mình sẽ cho dầu ăn lên cho cái phần da nó mướt, nó đẹp nha. Cũng như đồng thời là nó giòn hơn. Một chút xíu thôi. Khoảng 1 teaspoon. Quét lên. Thịt lúc nãy nó to, bây giờ nó còn nhỏ chút xíu à. Số 6 cũng còn ở đây nè. Phải nhiều lần lắm thì mình khuyên làm với cái lò này thì mới có công thức chia sẻ cho anh chị em và các bạn cách quay làm sao cho nó nổ cái da lên để nó giòn đó. Và phải thật là thành công rồi thì mình khuyên mới chia sẻ. Do đó mà anh chị em và các bạn đã yêu cầu món này và chờ cũng lâu lắm rồi hen. Cũng mấy tháng rồi đó, gần 1 năm luôn. Đây, ở bên dưới nhìn thấy cái phần thịt như này, bên dưới nó chưa có vàng. Bây giờ mình sẽ làm cho nó vàng bằng cách là mình sẽ lấy cái thịt này ra, sau đó mình cho nó nướng trực tiếp lên cái vỉ nướng bên dưới luôn. Đó là mình không có lót cái giấy bạc này nữa. Lấy ra nè, nhìn phần da quá ngon luôn.
Thật ra là thịt bây giờ nó cũng đã chín rồi đó. Ngon chưa? Khi mà thành công rồi thì Bình Quyên mới chia sẻ. Bởi vì Bình Quyên muốn là anh chị em và các bạn sau khi mình xem kỹ video thì mình sẽ làm thành công. Lấy cái phần nước này ra để mình làm nước sốt. Như Bình Quyên có chia sẻ mấy lần trước đó là cái nồi này á, là nhiệt nó tải rất là đều. Duy chỉ có một cái điều mà không có hay đó là cái phần chống dính của cái này rất là xấu, không có tốt. Do đó mà khi mà mình nấu thức ăn đó cái nó văng lên mà không có dám chà, bởi vì nó là không dính. Mình thử mà nếu mình chà ra là nó bị trầy, mình thử mình không có dám chà. Mặc dù là cái này là mình khuyên rửa bằng cái máy rửa chén rồi đó, là cho vô máy rửa chén nó rửa rồi mà còn không sạch đó. Do đó mà cái nồi này nó có cái nhược điểm là cái chất liệu của cái khay này nè, cũng như là cái này là hơi xấu chất liệu của cái vỏ bên ngoài. Còn nói về nhiệt là nó tải rất là đều luôn. Bước tiếp theo mình sẽ lấy một miếng giấy nhôm nè, mình cho vào như vậy để cho chút nữa nó không có bị chảy nước xuống dưới. Cho thịt vô luôn. Và cũng giống như lúc nãy, thế là mình cho cái mặt da lên trên. Nướng như vậy là cái phần thịt đó, nó ngọt, nó không có bị mất cái chất ngọt, bởi vì là nhiệt nó không có tiếp xúc bên dưới nhiều. Rồi bây giờ thì tiếp tục cho vào nướng tiếp. Vẫn là 180 độ C. Bây giờ mình sẽ nướng trong vòng khoảng 10 phút hoặc là 15 phút. Tùy theo mình thích cái phần da hoặc là cái phần bên dưới nó vàng như thế nào, hoặc là thích nó khô bao nhiêu, thì mình khuyên nướng khoảng 12 phút nha. Và với cái lò này, với cái nồi này là 1400W thì cái thời gian nướng như vậy. Còn nếu như anh chị em và các bạn nào mình có cái nồi mà công suất khác thì có thể là cần phải xem lại cái thời gian cũng như cái nhiệt độ. Rồi bây giờ 12 phút nữa. Rồi đủ thời gian. Và nhìn ở đây, mình thấy không có khói gì hết. Nghe nó sôi sôi trong đây. Thì mình mở ra nha. Và lấy ra nè. Da heo nổ nè. Đẹp chưa? Nó nổ phồng lên đó. Đang nổ lớp bớp luôn. Và phồng, giòn. Quá giòn. Cái này là mình lúc mà mình rạch đó, mình rạch không có kỹ. Ở đây chỗ này nó phồng lên nè. Còn cái miếng này mình rạch kỹ hơn, hình thử ra nó không có phồng. Anh chị em và các bạn nhớ là lúc mình làm mình rạch cho kỹ nha. Và bây giờ mình Quyên sẽ lấy ra để nhìn thấy. Đây, ở bên dưới nó vàng ngon chưa? Mình quay như vậy là vừa ngon mà vừa không dư lò nữa. Món heo quay giòn rụm luôn. Heo quay này mình sẽ ăn cùng với lại bánh mì, ăn cùng với bún hoặc là ăn cùng với cơm, xôi cũng được luôn. Đây, rất ngon. Quay qua để anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Màu sắc đẹp. Ở dưới đây. Để lên nè. Để gần, để nhìn thấy. Rồi bên đây nữa. Và Bình Quyên rất là vui khi mà đã làm thành công được heo quay theo kiểu này trong lò Philips Air Fryer. Và nếu như anh chị em và các bạn nào mình chưa làm thành công món heo quay này và mình muốn làm đó thì có thể vào bếp và làm nha. Cho một muỗng canh dầu, dầu hành này cho nó thơm. Sau đó thì sẽ cho hành vào trước. Hành lá cắt khúc 3 cm. Mình sẽ để lửa trung bình phi cho đến khi hành vàng lên. Khi hành bắt đầu hơi vàng rồi, mình sẽ cho cái đầu hành trắng vô trước. Sau đó thì cho tỏi.
và vẫn để lửa trung bình nha. Tiếp theo cho luôn hành lá. Rồi bây giờ mình tắt lửa, để không thôi mình cho cái nước kia vô là nó văng đầy bếp. Rồi cho cái nước vô. Bây giờ mình sẽ mở bếp lên lại nha, để trung bình. Cho vào đây một muỗng canh nước tương. Nước tương Maggi. Mình cho muỗng đầy là 12ml. 1/2 muỗng canh đường. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mình có ăn, còn không có thì khỏi cho vô nè. Chút xíu tiêu. Cho vào 3 muỗng canh nước. Khoảng 30-35ml. 1 muỗng canh nước. Một chút xíu siêu, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng. Lưu ý là cái này mình không có chiên nhiều, mình cho một chút xíu thôi. Cái nước này nó không phải là quá sệt mà nó có cái độ đặc hơi đó. Rồi sau đó cho vô đây luôn. Quậy lên. Và mình sẽ nấu trong vòng khoảng 1 phút cho cái này nó sệt lại. Tắt lửa. Nếu như mình có ớt thì có thể cho chút xíu ớt vô nữa. Cũng như là mình sẽ nếm lại xem có vừa không. Cái này nó sẽ hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt. Và khi mình múc lên thì mình sẽ thấy nó có một cái độ hơi sệt thôi. Lưu ý là không có phải quá sệt mà hơi thôi như vậy. Nếu anh chị em và các bạn thích ăn ngọt cũng có thể mình cho thêm một xíu đường nữa nha. Hoặc là có thể cho thêm bột ngọt. Và như vậy là cái phần nước sốt chan của mình đã xong. Và để qua để anh chị em và các bạn nhìn thấy cái phần heo quay của mình. Quá thành công luôn. Da heo nổ giòn như thế này. Và chờ cho nguội thì mình khuyên sẽ cắt ra nha. Khi mà quay heo xong, mình nhớ mình đừng cắt ra liền. Mình chờ cho thật là nguội, bởi vì nếu như mình cắt liền đó là nó sẽ chảy hết cái phần nước ngọt trong đây. Món heo quay da giòn của mình đã thành công, phải nói là rực rỡ luôn. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cũng thành công như mình khuyên nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Xoay một vòng để nhìn thấy nè, hấp dẫn chưa? Đây, da nó rớt ra. Màu đẹp và dần rậm. Mình cũng có thể cho dưa chua đó, củ cải trắng, cà rốt, muối chua, giấm. Hoặc là cho dưa leo. Thường là cái món heo quay nó hợp với lại dưa leo lắm. Chan cái nước sốt. Hành ngò. Hành mình bào nhuyễn. Rồi ngò nữa. Ở Việt Nam mình khuyên thấy là các chị, các cô bán bánh mì nhồi với lại rau răm và hành lá. Rồi xong bánh mì của mình.